gió nung gọi mát hàng câu. Tiếc khi qua sông Nhật Lệ, mẹ không quên mang gói trầu. Giờ về mái nhà tình làng nghĩa xóm, một màu ngói tươi điện thắp niềm vui. Không nguôi nhớ thương về mẹ, hy sinh vì nước quản gì. Chờ mong gửi tình anh ở lại.
Xin được cảm ơn các nghệ sĩ đã giúp cho chúng ta có một chuyến du lịch thực sự là êm dịu và chúng ta được chiêm ngưỡng nhiều hơn những cảnh đẹp của vùng đất và con người Quảng Bình. Kính thưa quý vị, nếu như nói rằng du lịch làm cách thức hiệu quả để chúng ta có thể quảng bá hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam thì phải công nhận rằng Quảng Bình chính là một cánh cửa hấp dẫn để mời gọi những du khách trong và ngoài nước đến với Quảng Bình, đến với Việt Nam để cùng chìm đắm trong những vẻ đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này. Và sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ thêm một lần nữa nhìn ngắm lại những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của vùng đất Quảng Bình thông qua một phóng sự của chúng tôi. Sông Sóc Son là điểm khởi đầu cho mọi chuyến hành trình khám phá hang động. Cũng từ đây, những cửa hang hùng vĩ lạ thường sẽ mở ra trước mắt du khách. Đi thuyền trên sông, thưởng ngoạn những tháp địa chất cát hùng vĩ, tiêu biểu cho địa hình phong nha Kẻ Bàng. 21 năm qua, Hiệp hội Nghiên cứu Hang động Hoàng gia Anh Quốc dưới sự chủ trì của tiến sĩ Howard Lindbergh đã tổ chức những đoàn khảo sát hang động và công bố những kết quả hết sức bất ngờ. Giá trị rất quan trọng đối với hệ thống hang động ở đây. Tôi thấy đó chính là hệ thống thác nước và những thạch nhũ rất đẹp, quyến rũ. Còn chiều dài của hang, liệu tôi có thể nói là vô tận. Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn đang tiếp tục khám phá. Ai biết được, có thể chúng tôi lại tìm được hang động lớn hơn trong lần tiếp theo. Từ năm 2005 đến nay, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện nhiều hang động mới trong di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nếu các hang động mới phát hiện nhanh chóng được đưa vào khai thác quản lý, thì lượng khách đến với Quảng Bình sẽ gia tăng đáng kể. Với những cái di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng và với cái biệt danh mà thế giới vinh danh cho Quảng Bình là cái vương quốc hang động thì có thể khẳng định rằng ít có nơi nào trên thế giới có được một tiềm năng về mặt tự nhiên lớn như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng là không có được